Xin chào mọi người, hôm nay cửa hàng dụng cụ y tế Quỳnh Gia xin giới thiệu mọi người một loại huyết áp cổ tay đến từ thương hiệu của Nhật Omron, được sản xuất tại Việt Nam với mã số là HEM6232T. Với dòng máy này là sẽ có những chức năng, đây là quấn vòng bít đúng, đây là cách quấn vòng bít không chặt, đây là biểu tượng về huyết áp cao và huyết áp trung bình vào mỗi buổi sáng, đây là bộ nhớ 100 lần cho 2 ID người dùng, đây là nhịp tim không đều và đây là di chuyển cơ thể khi đo, đây là màn hình rộng. Sau đây em sẽ xin đi chi tiết vào máy. Bên trong máy thì sẽ có các sách hướng dẫn tiếng Việt và tiếng Anh, và đây là hộp đựng máy. Đây là máy của mình và bên trong hộp đựng máy là sẽ có hai pin. Sau đây em xin test về huyết áp của mình. Bên đây là chỗ đựng pin, em sẽ lắp pin vào, và khi bên pin trong này sẽ có để dấu cộng và dấu trừ, mình sẽ để theo hướng của pin. Đây, dấu cộng và dấu trừ luôn ạ. Khi mở máy lên, máy sẽ hiển thị 5, mình cài đặt 5 nút nghe quyển sách này là nút tăng, còn nút ánh sáng này là nút giảm. Năm 2022 thì mình chỉnh lại năm 2022, rồi bấm star là sẽ qua tới ngày tháng. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 9 thì mình bấm. Đây là tháng, ngày tháng này là tháng trước em mọi người, và bấm qua đây là sẽ hiển thị ngày, là bấm nút này sẽ là tăng lên là ngày 6 tới tháng 9, và đây là ngày giờ. Hiện tại bây giờ là 10 giờ. Bấm 2 giờ. Bấm nó tăng lên nha mọi người. Đây, 2 giờ và bấm tạm. Mình đã cài đặt ngày giờ xong. Sau đây em xin đo huyết áp của mình. Và trước khi đo huyết áp thì mình sẽ chọn ID người dùng. ID người dùng số 1 và ID người dùng số 2. ID người dùng số 1 là dành cho những người đo huyết áp thường xuyên, và ID người dùng số 2 là dành cho những người trong nhà. Mình sẽ để máy huyết áp hướng lên trên lòng bàn tay và máy huyết áp sẽ hướng vào trong. Máy huyết áp sẽ nằm ngang với tim và cách cổ tay từ 1 đến 2 cm. Sau đây em xin đo huyết áp. Mình bấm nút star. Trái tim hiển thị màu xanh này là mình đã để huyết áp ngang với tim là đúng ạ. Đây, khi máy đo xong thì trái tim hiển thị lên màu xanh như vậy. Đây là kết quả huyết áp của em. Hiển thị số 1 trên đây là ID người dùng, và trái tim thì hiển thị màu xanh này là em đã để máy huyết áp ngang với tim là đúng. Và hiển thị cái vòng bít này là chứng có thể là em đã quấn một bít không chặt. Còn đây là huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Trong sách hướng dẫn của mình sẽ có một cái bảng phân loại huyết áp dùng để so sánh cho với máy ạ. Dạ tốt. Với
với điện thoại, mình sẽ vô phần mềm CH của Android, mình tải về Amrom Connect. Đây, em tải phần mềm về rồi đây ạ. Và mình nhấn vào. Và mình bấm chữ bắt đầu. Mình bấm Việt Nam ha. Đây, cập nhật, mình là mình bấm cập nhật. Bây giờ mình đợi cho thiết bị chạy, đợi cho thiết bị chạy hết ha. Đây mình kéo xuống như vậy và kéo hết như vậy và tôi đồng ý. Bấm tôi đồng ý cái nữa. Tôi đồng ý. Không có. Khi mà thiết bị nó hiển lên vậy thì mình sẽ bấm là máy đo huyết áp. Cho phép. Và mình bấm kết nối đây, mình bấm mình đè vô khoảng từ 3 đến 5 giây ha. Nó hiện lên chữ B chớp chớp như vậy. Và điện thoại của mình nó sẽ hiện ra thiết bị kết nối là HM6232T. Mình bấm vào đây. Sau đó là ngày tháng năm sinh mình ha. Và đây là ID người dùng 12. Nãy trên máy huyết áp của mình là số 1 thì mình bấm vào đây là số 1 ha. Tiếp theo. Ok. Và đây là hiển thị ra huyết áp lúc nãy em đo, là mình đo trên máy. Đây là giao diện đây là giao diện của huyết áp ha. Và đây là huyết áp lúc nãy em đo mình trên máy. Khi mà mình kết nối với Bluetooth, mình có thể kết nối vậy để đem tới bác sĩ, nó sẽ tiện hơn và không cần đem theo máy huyết áp. Video của em đến đây xin hết. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.